Xin chào các bạn. Bây giờ mình tiếp tục chơi trò chơi xếp hình Pikachu. Bây giờ mình tiếp tục chơi ở quán 20. Giờ mình chơi tầng 20. Dịch cô ta gấu đen này, gấu đen hai con cừu này là con rùa Kini. Chim cú, đây có cái chim cú nó bị chặn bởi con rùa Kini rồi. Hạng về ồ hàng sâu luôn, thỏ xanh hai con dê. Bò đỏ khủng long lửa
Giờ mình qua tầng 21. Hai con mèo. Này dịch cô ta nè, hai con hải mã luôn này, khủng long lửa, hàng dê. Hai con gấu đen.
Pikachu. Sâu à? Con ong luôn. Khỉ tím. Hai heo, thỏ xanh nè. Hai bướm. Bây giờ mình qua tầng 22. Hang cầu. Hang sâu luôn. Tôi bị à. Togepi tiếp. Togepi tiếp nữa. Con biến hình. Pikachu luôn.
giờ mình qua tầng 23. Kuta. Thằng gấu. Đây có con cá sấu à. Hai con ếch xanh. Bớm luôn. Hai mèo. Khủng long lửa. Ngon à. Ngon đâu mất tiêu à. Rồi chạy lên đây. Họ xanh. Mèo luôn.
Ồ. Bây giờ mình qua tầng 24. Hang ong. Còn biến hình. Này con ếch. Togepi. Khủng long lửa. Hay con dê à.
25. Hàng gùa hết. Khủng long lửa, hàng dê, tôi bị luôn. Này dịch cô ta nè, hai chim cú, hai heo. Bò đỏ nè, tôi ghi
sắp hết thời gian. Ồ, nó đổi vị trí nữa rồi. Game over rồi.